đôi anh em nhé. Bây giờ tiện đây thì em ăn tiếp tục ăn Agami để xem Agami có hên hơn Acolon không, chắc Acolon ăn là thấy toang toang rồi các anh ạ, không hết máu nữa nhá. Giờ em sẽ hốc con Agami, mong sao nó ra còn chiếu dạ cũng hạnh phúc cơ. Em ăn trước ca vạn đi, em đứng mẹ giữa nhà lao biện kinh nhá, gọi là vòng lao lý đây. Em ăn Even ca vạn trước nhá, em sốc luôn đây. Em là nó đỡ hơn cái gì không? Con này nó mất cái vòng máu ạ. Mà hốc của mà hốc của mà kin, ao pe kin, ao pe kin. Ở cái event ca vạn này thì chỉ được kinh nghiệm cộng thêm cái đua top cá nhân và bang hội thôi nhá các anh nhá, chứ không thêm được vật phẩm gì đâu, nên anh em đừng có hóng là bảo tại sao nó không ra cái gì, bởi vì trong danh mục là ghi nó cũng chỉ có thế thôi, kinh nghiệm thôi, quan trọng là kinh nghiệm và đua top cá nhân và bang hội. Em mình tốt lại thì ui ui đậu quá mày, em hét bảo em cần con chiếu dạ, nó cho đúng con chiếu dạ luôn anh em ơi, nó bảo cần là nó cho. Ừ thế cái cuộc đời này nó lại phấn khởi thế nhở, bảo cần là cho dạ, thế nó đấy, nó lại hạnh phúc thế chứ lệ. Được, em vứt luôn cho con colon nó đeo. Mười tháng 10 con này thì hủy bà nó đi. 7 tháng 11 cơ mà, một tháng cơ mà. Ảo mà là giật đã thế nhở. Chỉ luôn đi cho nó mát ruột. Nào, bây giờ quay ra ăn tiếp con Ngami nhá. Anh em mình lại ăn tiếp, ăn tiếp su. Thì bây giờ là vừa mình nói là được con chiếu dạ. Thì bây giờ mình quay ra mình bảo là ước lấy ra 10 cái lệnh bài bót tiểu cộng thêm 20 cái lệnh bài mộc nhân. Ồ, ok không anh em, thế thôi, chỉ cần thế thôi, không cần nhiều. Bắt đầu em ăn nhá. Nguyên thuyền nhiều quá. Tốc. Đấy, ui rồi ăn ra lệnh bài thì tinh. Ui. Ui, ba cái lệnh bài rồi này. Thì đây anh em, mày nó bị vấp đĩa. Nó vừa bị vấp đĩa. Tốc, 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 tốc. Lệnh bài nhảy lên, bảo 10 cái là 10 nhá, đừng có nhờn. 10 đây, 10 đây. Sao kia sao tự nhiên lại dừng 4 rồi? Vừa đứng ở chỗ nào ấy nhỉ? Nhảy cái lệnh bài. Mấy cái mặt nạ này đi. Mặt nạ lại cần gì? Cho chị Hằng với chú Cuội làm cái gì? Mẹ em thấy nhảy. Ui. Đồ 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 đồ. Đồ. Em đứng yên, đứng, bất động nữa, em sẽ đứng yên bất động chỗ này. Em sẽ không cựa quậy gì nữa. Em đứng yên. Nín thở bóp cò. Đi bảy rồi, bảy rồi. Đi rồi ơi anh em ơi. Nhọa thế nhỉ. Bây giờ em sẽ giao dịch vật phẩm sang con Côn Lôn thì anh em mình sẽ biết là nó. Để em tăng skin cho nó đã. Điểm tiềm năng này cứ để đấy đã, để có gì mặc đồ, có gì mặc đồ thì em sẽ xử lý nó sau. Rồi em giao dịch xong rồi em vừa giao dịch cũng coi như là em tổng kết vật phẩm xem con này được những cái gì luôn nhé các anh nhá. Được hai tiên thảo lộ đặc biệt này, hai quế hoa tiểu này, 7 tiên thảo lộ thường này, 6 lến này, 6 sơ đề này, 13 bao lắc này, 1 la hán này, 2 la hán này, 3 4 5 6 7 8 9 tinh hồng, bao bí kíp, photo top cá nhân, bang hội, tăng tiềm năng, một phúc duyên chung, một phúc duyên tiểu, 10 15 thằng mộc nhân, 7 thằng boss, 2 thằng thủy tinh. Ô con này ăn hơn con kia nhiều chứ, con này ăn hơn con kia nhiều, 4 thiên sơn ngon đấy chứ. Con này cho được bao nhiêu cái bao lễ phong, bao phi phong? Hai con này có 12 phi phong, ít hơn con bên kia, ít hơn anh em ạ. Được 2 bạt nhược. Nói chung là con này thế ăn lãi hơn con ấy rồi anh em ạ. Con này là ăn là lãi hơn con lôn của em rồi. Lãi hơn con lôn. Mà được cái là cầu được thấy nói ra chiếu dạ là ra chiếu dạ các anh ạ. Nên các anh hãy bấm cho em Trường xin một like cũng như một lượt chia sẻ về những video clip gọi là làm chuột bạch nha anh em nhá. Một lần nữa em cảm ơn tất cả anh em. Bye bye anh em. Hẹn anh em clip tiếp theo ạ.